Trong phần đầu tiên của video, mình đã giới thiệu cho các bạn hai bước tìm tài liệu với từ khóa và search tài liệu trên tài nguyên Google Scholar. Ở trong video này, mình sẽ đi sâu hơn phân tích cách sắp xếp và quản trị tài liệu. Bước thứ 3. Bước thứ 3 là sắp xếp và quản lý tài liệu nghiên cứu. Thế là sau khi mà bạn đã download được rất nhiều tài liệu, bạn đã lấy được rất nhiều thông tin ở trên Google Scholar rồi, thì làm sao để mình có thể sắp xếp nó ở đâu để mình có thể đọc lại nó một cách dễ dàng nhất, để mình thu thập lại thông tin sau này của mình tốt nhất? Thì có hai cái yếu tố mà các bạn nên quan tâm ở đây. Thì thứ nhất là lưu trữ, mình sẽ lưu những cái file PDF đó ở đâu. Cái thứ hai là ghi chép. Để trong quá trình đọc thì mình sẽ có highlight, mình sẽ có ghi chép, mình sẽ ghi chép ở chỗ nào. Cần phải thống nhất cái điều này ngay từ ban đầu, bởi vì mình không muốn rằng là khi mình đã dành những thời gian mình đọc rồi mình ghi chép rồi mình không biết là mình đã ghi ở đâu. Ok, phần này mình đọc rồi nhưng mình không còn nhớ cái thông tin đó ở đâu nữa, nó rất là phí. Do vậy mình cần phải cố định một cái hệ thống từ ban đầu và mình chỉ cần theo nó thôi. Bản thân mình, bởi vì mình là một người mà làm nghiên cứu chuyên nghiệp và mình đang dạy cho rất nhiều bạn học viên, do vậy mình có thử nghiệm nhiều phương án và mình sẽ chia sẻ với các bạn, nhưng không nhất thiết bạn phải làm tất cả những điều này. Ok, cái phương án đầu tiên là lưu trữ và cũng là phương án đơn giản nhất, đấy chính là chỉ lưu trữ ở trên một cái folder, một trên cái tệp tin ở ngay trên máy tính của bạn, rất đơn giản. Thì chẳng hạn bạn thấy rằng là đây là cái folder về cái dự án nghiên cứu mà mình đang thực hiện. Thì trong cái folder này thì mình sẽ có những cái folder nhỏ dành cho từng dự án một. Thì chẳng hạn như là đối với cái dự án review of research chẳng hạn, thì mình có một cái folder để riêng cho những cái phần mà mình tìm kiếm được. Thì ví dụ ở đây mình có cái phần về peer review literature, tức là những cái phần mà mình, như mình nói với các bạn, tìm kiếm trên Google Scholar, tìm kiếm những cái bài nghiên cứu gọi là peer review, tức là được học giả đã được review, đã được xem xét, đã được kiểm định, thì mình đã sắp xếp ở đây. Thì một cái tips ở trong cái việc mà bạn sắp xếp cái file PDF ở trong cái folder cố định này của bạn á, là mình cần phải có cái chiến thuật đặt tên phù hợp. Tại sao? Bởi vì là khi mà bạn download một cái file như thế trên mạng thì nó sẽ download xuống máy, có những cái tên linh ta linh tinh tùy theo là cái hệ thống, cái database của họ. Thế do vậy là khi mình vào đến máy của mình thì mình phải ngay lập tức mình đổi cái tên của nó như thế nào nó phù hợp với mình. Thì mỗi một người có một cái style tên khác nhau, làm sao đấy là bạn tìm lại được nó hệ thống nhất. Thì đấy là cái lựa chọn của bạn. Nhưng mà riêng đối với mình á, thì mình đặt tên theo tên tác giả và năm xuất bản. Thì ví dụ như bạn thấy là mình đặt tên tác giả này và cái năm xuất bản bên cạnh này. Và vì thế cho nên là những cái tài liệu nghiên cứu nó sẽ được sort, nó sẽ được sắp xếp theo cái thứ tự alphabet. Và như vậy nếu mà mình muốn tìm lại một cái nghiên cứu nào thì mình có thể xem lại, đây là mình có thể tìm lại được ngay. Một cái ưu thế của cái cách đặt tên như thế này là khi mà mình nhìn vào cái folder là mình có thể thấy rằng là ai là học giả đang xuất sắc nhất, ai là học giả mà ra được nhiều cái nghiên cứu phù hợp nhất đối với cái đề tài của mình ở trong cái lĩnh vực hẹp này. Thì chẳng hạn như các bạn thấy là cái tên DeMatteis này được thể hiện rất là nhiều lần, là tên tác giả đầu tiên vào cái đề tài này, thì mình có thể thấy rằng à, khi mình viết về cái đề tài này thì mình sẽ chắc chắn là phải nhắc đến tên học giả này và nghiên cứu của học giả. Thì đấy là một trong những cái tactics để mình có thể nhanh chóng để có được cái thông tin cho cái bài nghiên cứu của mình. Cũng như là với cái bảng như thế này thì bạn thể thấy rằng là ok, phần lớn những cái nghiên cứu là đã được ra đời từ bao nhiêu năm trước, có nghiên cứu mới hay không, hay là chủ yếu nghiên cứu vào thời ngày xưa hay là hiện tại, thì nó cũng sẽ cho bạn một số cái ý tưởng là à, vậy cái nghiên cứu này có còn đang hot hay không, mọi người có đang quan tâm đến chủ đề này không, hay là có cần phải cập nhật những cái kết quả tìm kiếm của mình để tìm những cái kết quả mới hơn hay không. Thì nó cho bạn rất là nhiều thông tin chỉ từ cái folder này. Thì đấy là cái cách dễ nhất và đơn giản nhất để có thể sắp xếp những cái file PDF từ cái việc download trên Google Scholar. Cái thứ hai thì mình có thể sử dụng những cái ứng dụng công nghệ để mình có thể sắp xếp. Thì một trong những cái ứng dụng công nghệ mà mình đã từng giới thiệu là Notion, là một cái ứng dụng online. Bạn có thể sắp xếp những cái bài đọc, cái bài nghiên cứu của mình và note ở trên Notion, thì mình đã từng giới thiệu rất là kỹ ở video trước. Mình sẽ link ở phía dưới cho các bạn tham khảo nếu bạn quan tâm việc sử dụng Notion. Notion là một ứng dụng rất là tốt và mình rất là thích sử dụng Notion. Nhưng mà một cái vấn đề mà các bạn thường nói với mình ấy là Notion chỉ có thể sử dụng được khi các bạn có kết nối với mạng Internet. Thì nếu mà các bạn có cái việc mà cần phải đi nghiên cứu ở vùng sâu vùng xa, hay là những nơi mà chẳng hạn chập điện hoặc là không có mạng Internet, thì rất là khó để mình lấy được cái dữ liệu của mình ở trên mạng như vậy. Thì do vậy là có một cái giải pháp thứ hai mà mình thấy là cũng khá là tốt, đó là Mendeley.
Thì Mendeley là một cái công nghệ mà hoàn toàn miễn phí cũng như là Notion. Thế nhưng mà nó có hai phiên bản, một là phiên bản trên web, hai là phiên bản ở trên desktop, tức là bạn có thể cài vào máy. Và hai cái phiên bản là nó nói chuyện với nhau, tức là nó có kết nối. Và khi mà bạn thay đổi cái nội dung ở bản desktop thì nó cũng cập nhật với cái bản online nếu bạn có kết nối internet. Thì mình thấy đây là cũng là một cái lựa chọn khá là tốt, và mình đã từng sử dụng Mendeley được khoảng độ 7 năm nay rồi, và mình thấy là đây là ứng dụng rất là hay. Thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn Mendeley của mình. Nhưng mà trước khi mình giới thiệu, mình chỉ muốn nói rằng là mình đã làm nghiên cứu một thời gian rất là dài rồi, cho nên cái Mendeley của mình nó rất là dày. Do vậy các bạn đừng quá choáng ngợp khi bạn thấy nó, vì là nếu bạn mới bắt đầu thì tất nhiên là cái Mendeley của bạn sẽ rất là đơn giản thôi. Thì mình sẽ mở cho bạn xem cái Mendeley của mình nhé. Ok, mình sẽ vào Mendeley Desktop. Thì đây chính là cái giao diện của Mendeley ở trên máy tính. Mình sẽ nói qua với các bạn một chút, bởi vì là mình biết là có rất nhiều thông tin. Thì bạn thể thấy rằng là ở bên tay trái của màn hình thì sẽ có một số cái lựa chọn về cái dữ kiện, cái thông tin bạn có. Ví dụ như cái document là những cái file PDF bạn có này, hay là bạn ấn sao favorites ở đâu này, bạn gần nhất là bạn đọc cái bài nào chẳng hạn, hay là nó cũng có những cái thông tin khác nữa. Nhưng mà cái phần quan trọng mình muốn nói với các bạn ấy là cái phần folder này. Thì ở Mendeley nó cũng sắp xếp cái nghiên cứu theo cái dạng folder như mình vừa hướng dẫn cho các bạn ấy. Tức là mình sẽ tạo ra những cái folder riêng cho cái dự án của mình, và mình tạo ở Mendeley, và mình sẽ gọi tất cả những cái bài nghiên cứu của mình ở trong cái dự án đó vào cái folder trên Mendeley. Thì nó cũng không khác gì cái cách mà bạn làm cái folder ở trên máy tính. Thế nó chỉ có một cái khác là khi bạn gọi như vậy thì cái file PDF nó sẽ vào trong cái Mendeley này. Thì mình có thể chỉ cho bạn một cái ví dụ. Chẳng hạn như cái bài viết này chẳng hạn, thì mình mở ra thì mình sẽ thấy là ở phía bên tay trái bạn thấy là toàn văn của cái bài PDF đấy, của cái file PDF đấy. Thì bạn có thể thấy rằng là mình có highlight, thì ở trên Mendeley thì bạn có thể highlight, bạn đọc trực tiếp ở trên PDF luôn. Thì ở phía bên tay phải thì là cái thông tin mà Mendeley sử dụng công nghệ AI để gọi cái thông tin từ cái bài viết, chẳng hạn như là tên này, loại hình gì này, hay là tác giả là ai này, rồi là cái tên tạp chí xuất bản này, năm xuất bản này, cái số ấn phẩm vân vân. Tức là nó sẽ gọi tất cả cái thông tin này, và thậm chí còn có cả tóm tắt ở đây nữa, rất là tiện. Và cũng như là bạn thấy ở đây là cái file PDF, thì nếu mà bạn muốn download cái file PDF thì cũng có thể download ở đây. Tức là mọi thứ nó đều tập trung ở một chỗ. Một cái điều nữa mình khá là thích ấy, thì ở cái tab bên tay phải bạn thấy là cái phần detail là những cái thông tin về cái bài viết. Còn cái phần notes này là những cái thông tin mà chẳng hạn như là trong cái quá trình đọc mà mình thấy thú vị thì mình có thể note ở đây. Thì ví dụ như là mình có thể chuột phải ở trong cái file PDF này và mình ghi note, là mình có thể ghi là ví dụ như là relevant article, nó liên quan đến cái chủ đề của mình là social justice leadership chẳng hạn. Đó, thì khi mà mình ấn như vậy thì nó sẽ hiện lên ở đây cái nốt của mình, và mình cũng có thể nốt chung chẳng hạn như là article chẳng hạn như thế, mình có thể nốt cái nốt chung như vậy. Thì ngoài ra ở cái tab content thì nó tạo ra những cái menu, cái outline chung của cái bài viết này. Thì mình thấy rằng là đây là một cái mà ứng dụng mà nó thể hiện được cả cái sự thông minh của AI, nó vừa cho người đọc cái cách để người ta có thể tương tác với bài đọc. Đấy là cái giới thiệu chung về cái cách bạn có thể đọc ở trên Mendeley. Một số điều nữa mình thấy khá là hay, đấy là khi bạn quay trở lại cái giao diện của Mendeley thì bạn có thể thấy rằng là ở bên tay trái này có sort theo những cái tên tác giả. Thế ví dụ như là bạn muốn đọc với một cái tác giả đấy, chẳng hạn như mình vừa nói rằng là mình thấy cái tác giả DeMatthew hay chẳng hạn, thì mình có thể search tên tác giả đó, hoặc là mình sort ở cái phần này theo tên tác giả. Thì cái phần search của Mendeley cũng rất là hay nhá. Cái phần search này á, nó cũng như là cái Google Scholar ấy. Chẳng hạn như là mình đã có một cái bộ sưu tập ở đây là tất cả những cái bài nghiên cứu của mình rồi. Ví dụ mình có rất nhiều folder, các bạn có thể thấy. Thì khi mà mình muốn tìm lại một cái bài viết thì mình chỉ cần đấn cái từ khóa ở đây, chẳng hạn mình ấn cái từ khóa rural là nông thôn chẳng hạn, thì nó sẽ hiện ra loạt những cái kết quả tìm kiếm mà nó liên quan đến cái đề tài rural này chẳng hạn, cái bài báo chẳng hạn có chữ rural đó. Thì bạn có thể tìm kiếm từ khóa ngay trên Mendeley. Thì các bạn thấy rằng là trên Mendeley của mình, cái phần folder ấy, thì mình có rất là nhiều cái thông tin về cái nghiên cứu hiện tại của mình. Nhưng mình cũng có rất nhiều cái thông tin ngày xưa khi mình đi học á. Mình có những cái folder ví dụ như là PSU course, là những cái khóa học hồi mình học tiến sĩ này. Hay là thậm chí còn đến cái thời điểm mà mình học thạc sĩ thì mình cũng có những cái folder như vậy. Tức là thay vì việc là giảng viên mà đưa cho bạn một cái bài đọc chẳng hạn, thì bạn in ra
hoặc là bạn để ở trong đâu đấy để bạn đọc cho cái khóa học đấy thôi, thì ngay từ ban đầu mình đã biết rằng là mình muốn theo con đường nghiên cứu, do vậy mình đã cho tất cả cái bài đọc thành dạng PDF mình cho vào trong Mendeley, mình luôn luôn có được mãi mãi. Cái khóa học này mình nhớ là mình đã học nó cách đây khoảng độ chục năm rồi, nhưng mà mình vẫn còn tất cả cái thông tin đó và tất cả những cái phần mà mình viết, những cái nốt của mình á, các bạn có thể thấy đây, cái nốt của mình từ năm 2017 mình vẫn còn, và mình không, khi mình đọc mình không phải đọc toàn bộ, mình chỉ cần đọc lại những cái nốt cũ của mình thôi, mình thấy được cái nhìn tổng hợp rồi, thì mình thấy là nó rất là hay và nó giúp cho mình có như là một người sưu tập mà có bộ sưu tập và mình lưu trữ cái kiến thức, lưu trữ cái kinh nghiệm của mình ngay từ ban đầu. Một cái điều thú vị khác nữa của Mendeley là nó sẽ cho phép bạn có thể trích dẫn, mình sẽ không đi vào chi tiết cụ thể vì nếu mà nói thì quá là dài, thế nhưng mà nếu bạn Google trên mạng cái cách mà làm sao để có thể kết nối cái Mendeley của bạn với cái Microsoft Word á, thì mình cũng có thể đưa ra cái trích dẫn ngay trực tiếp từ Mendeley vào Microsoft Word, thì mình sẽ không nói cụ thể hơn, cái này bạn có thể tìm hiểu, mình có thể sẽ quay trở lại trong cái video khác. Như vậy nói trong khâu lưu trữ và quản trị những tài nguyên nghiên cứu của mình thì cái ứng dụng như Mendeley nó sẽ cho phép bạn có thể vừa lưu trữ lại vừa có thể notes, tức là những cái thể ghi chép ở ngay trong cái quá trình mà mình viết. Thì tuy nhiên đôi khi mình sẽ rất là khó để mình click vào từng cái file PDF, từng cái dòng ở trên Mendeley để mình xem cái nốt của mình, đúng không? Tại vì nó khá là tập trung vào từng cái dòng một, mình phải click vào mình mới coi được. Thì mình thường là sau khi mình đọc trên Mendeley là cái việc mà mình đọc nhanh á, mình note nhanh á, thì mình sẽ chuyển cái ghi chép của mình sang một cái hệ thống mà nó có cái tính xuyên suốt hơn. Thì mình chỉ cần nhìn lại một cái bảng thôi, một cái tài liệu đấy thôi, mình có thể nhìn thấy toàn bộ những cái kiến thức mà mình đã học được, mình đã đọc được thông qua việc mình đọc qua cái tài nguyên mình thu thập được. Thì có một số cách bạn có thể làm được điều này, và khi mình nói chuyện với các học giả thì mỗi người có một cái cách khác nhau, nhưng mà cá nhân mình thì mình có hai cách mà mình thấy rằng là trong quá trình mình làm việc với những cái học giả khác hay là dạy lại cho học viên của mình thì các bạn cảm thấy là nó phù hợp nhất. Thì cách đầu tiên là bạn sử dụng Excel, đây là một cái phần mềm mà nó luôn có ở mọi máy tính. Thì ở đây bạn có thể thấy rằng là một cái file Excel, một cái file nghiên cứu thực, đây là một cái công trình mà mình thực hiện với một số học giả khác. Thì ở trong cái công trình này thì bọn mình sử dụng cái file Excel để mình thu thập lại toàn bộ cái thông tin từ những cái nguồn mà mình đã đọc. Thì bạn có thể thấy là cái cột đầu tiên là cái số thứ tự, cột thứ hai là tên của cái bài nghiên cứu, cột thứ ba là năm, cột thứ tư là về theory, research, policy and practice, tức là thiên về học thuật này, về nghiên cứu này, hay là về chính sách này, hay là về ứng dụng. Tức là cái thể loại của bài này nó thiên về cái gì. Thì sau đó mình có câu hỏi nghiên cứu này, có mục đích của cái bài viết này, rồi là có cả cái phần riêng về cái phần là tổng quan nghiên cứu của bài này, nó chạm đến những cái mảng nào của học thuật. Thì cái này nó hơi bị advanced một chút á, tức là đây là một cái công trình lớn, do vậy là khi bạn ứng dụng vào các hoàn cảnh của bạn, nếu bạn làm một cái project nhỏ thì có thể không cần những cái nội dung chi tiết như thế này. Mà tiếp đó thì bọn mình có phần methods, tức là phần phương pháp nghiên cứu này, những cái findings là những cái kết quả nghiên cứu cơ bản này, rồi mình có những cái ý lớn, key points từ cái phần discussion là cái phần thảo luận, và có thêm cái phần là những cái ghi chép khác và những cái comment khác về cái bài này. Thì ví dụ như là khi mình đọc thì mình thấy là cái bài này thì nó có hiệu quả hay không, nó có phù hợp với cái phần nghiên cứu của mình hay không, hay ví dụ như bạn có thể thấy là cái đây mình có ghi là cái nghiên cứu này thì nó chạm đến cùng một cái vấn đề với một cái nghiên cứu mà mình đã review rồi. Thì đấy là cách mà mình tạo cái sự kết nối giữa các học giả với nhau, chứ mình không chỉ nghiên cứu một hàng, mà làm sao mình tổng hợp lại chỉ trong một cái bảng đấy, mình thấy là người này có kết nối với người này có kết nối với người kia, những cái khái niệm, những cái concept, những cái kết quả nghiên cứu, cái findings này nó phải thực sự là nó gắn vào nhau như thế nào. Thì đấy là cái phần comment mà mình có ở đây. Thì sau đấy thì mình có cái citation, tức là phần trích dẫn. Như mình đã nói từ ban đầu, các bạn có thể copy paste ở trên Google Scholar, cũng có thể sử dụng chính Mendeley, hay là cái software này bạn sử dụng để có thể lấy được cái thông tin này. Và cái phần cuối cùng là note để cho nội bộ, internal processing, tức là khi bạn đọc thì bạn thấy có những cái gì thêm nữa thì có thể ghi vào đây. Thì như mẹ nói thì đây là một cái dự án mà mình nghiên cứu chung với các học giả khác. Thì do vậy là ở cái phần đầu số thứ tự này, bạn thấy rằng là cái số 1234 ấy, bên cạnh nó là cái tên viết tắt NN, là một người đồng tác giả của mình ở trong cái bài nghiên cứu này. Còn cái phần nào là của mình ghi thì mình ghi là CN, tức là Tri Nguyễn, là tên của mình, là cái phần mà mình ghi. Thì mình cảm thấy rằng là khi ghi thế này á, thì mình sẽ thấy rằng là không chỉ bọn mình review cái tài liệu, mình sẽ xem là ai là người review,
đúng không? Tại vì là ví dụ mình có 100 cái tài liệu chẳng hạn thì mình sẽ chia ra NN đọc một nửa, CN tức là mình đọc một nửa, thì mình sẽ coi là ok ai đang đọc của phần nào, thì khi có vấn đề gì về cái tài liệu đấy thì mình có thể quay trở lại với cái người đọc ban đầu, và cũng như là mình sẽ xem có sự kết nối giữa bọn mình trong quá trình mình đọc khác nhau như thế nào và giống nhau như thế nào. Thì đấy là một trong số cái tip nho nhỏ nếu mà các bạn muốn cộng tác làm việc nhóm ở trong lớp hay làm việc nhóm trong quá trình mà nghiên cứu hay là sáng tạo ra một cái đề tài gì mới, thì mình rất là khuyên là nên ghi bên cạnh là ai là người mà tìm được cái nguồn tài liệu này, ai là người đọc nó ban đầu. Thì đấy là một cái cách. Cái cách thứ hai thì mình sử dụng Microsoft Word, thì mình cũng sẽ cho các bạn một cái ví dụ. Ok, thì đây là một cái ví dụ mà mình sử dụng Microsoft Word để mình ghi lại những cái nốt trong quá trình đọc của mình. Thì cái cách làm này người ta gọi là Annotated Bibliography. Tức là mình sẽ tạo ra một cái bộ sưu tập những cái nghiên cứu về một chủ đề và mình sẽ nốt ở bên cạnh nó. Về cơ bản như thế. Chẳng hạn như là mình đọc một cái bài báo này chẳng hạn, thì mình có CN lại là tên viết tắt của mình để mình thể hiện rằng là đây là cái suy nghĩ cá nhân của mình trong quá trình đọc. Tức là mình viết một cái đoạn ngắn, khi đọc cái phần này thì mình nghĩ như thế nào, mình có cái tóm tắt, cái sử dụng cái lời lẽ riêng của mình, thì mình ghi là CN bên cạnh. Tại sao cái phần này quan trọng? Bởi vì là khi bạn làm cái annotated brief này á, thì bạn sẽ thấy rằng là rất là dễ bị lẫn giữa cái suy nghĩ riêng của mình ấy và suy nghĩ riêng của tác giả, bởi vì là tác giả viết rồi mình là tổng hợp lại rồi mình viết cái suy nghĩ của mình. Thì nếu mà không có cái sự rạch ròi ấy, cái sự tóm tắt, cái sự rõ ràng ấy, đầu rất là dễ bị lẫn. Do vậy mình hay để cái suy nghĩ của mình từ ban đầu. Và ở trong cái phần này thì mình có những cái notable points, tức là những cái phần mà mình thấy là đáng nhớ thì mình có ghi lại. Thì đây là một số cái ghi lại của mình. Thì ở đây các bạn thể thấy rằng là cái phần nào mà tác giả viết á, thì mình để trong cái quotation và mình có ghi cái số trang ở đây. Nó sẽ đỡ lẫn với cái phần mà mình tóm tắt lại ở phía trên. À, như thế. Thì mình cứ làm như thế với rất nhiều cái bài viết khác. Chẳng hạn như là đó, thì cái bài viết này thì mình cũng có ghi CN và ghi notable point tương tự như thế. Thì cái việc ghi trên Microsoft Word này thì nó có cái điểm mạnh hơn cái Excel ấy, là mình đã có sẵn cái phần viết rồi. Thì khi mình dựng lên một cái bài viết thì mình chỉ cần copy paste cái phần mà mình đã viết thôi, thì nó đỡ mất công hơn. Tùy vào từng project á, mình cảm thấy nếu mà cái project nào mà nó lớn ấy, cần cái khối lượng mà đọc phải lớn á, thì mình thường là mình download về, mình đọc ở trên máy tính, hay là mình cho vào Mendeley và mình đọc trên đó trước, và tiếp đó thì mình sẽ xây cái bảng Excel của mình. Và nếu mà mình muốn đến cái giai đoạn viết á, mà mình cần thiết thì mình sẽ làm thêm cái bản Word nữa. Nhưng mà có những cái dự án nhỏ rất là xinh xinh thôi, kiểu như là cho lớp thôi ấy, thì mình chỉ download vào cái folder bình thường ở trên máy tính của mình thôi, và mình đọc trực tiếp trên đó và mình tạo ra cái bản Microsoft Word thôi, chứ mình không cần phải làm nhiều cái phương án khác nữa. Thì mình muốn chỉ cho các bạn tất cả những cái lựa chọn mà mình biết để các bạn có thể ứng dụng tùy vào dự án của mình. Thì có thể các bạn sẽ thấy một điều hay ho mà mình vừa chia sẻ, đấy là những cái nghiên cứu mà mình đọc á, thì mình đọc bản điện tử chứ mình không đọc bản giấy. Mà trong khi đó bản thân mình là một người rất 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 thích đọc sách giấy và tài liệu giấy. Khi bạn làm nghiên cứu ở trình độ cao ấy, thì bạn sẽ đọc rất là nhiều. Mà khi bạn đọc rất là nhiều thế thì không thể nào cái gì mình cũng in ra được. Bởi vì như thế, thứ nhất là không có đủ tiền, thứ hai là không có đủ nguồn lực, thứ ba là rất là hại môi trường. Và có thể là nếu bạn in nhiều thế thì nhiều khi cái bài nghiên cứu dài dằng dặc hàng trăm trang ấy, cái phần mà ứng dụng riêng cái phần của bạn nó chỉ nhỏ xíu thôi. Do vậy là có thể là mình chỉ in được cái trang đó thôi, chứ mình không nên in toàn bộ tài liệu. Thì đấy là một số cái cách mà bạn có thể sắp xếp và lưu trữ cũng như là quản trị, ghi chú cái phần tài nguyên mà mình đã có được để xây dựng cái bài viết của mình. Mình hy vọng là với những cái template mà mình cung cấp cũng như là những cái kiến thức trong video này thì bạn đã có cái nền tảng cơ bản để bắt đầu cái công cuộc để mà search tài liệu, tìm kiếm những cái thông tin cần thiết của mình và xây dựng cái bộ sưu tập cái tài nguyên về kiến thức của mình và bắt đầu cái con đường thực hiện cái bài nghiên cứu của mình. Thì nếu mà các bạn thích cái video này thì các bạn có thể like, share và chuyển đến cho bạn học của mình, hay là những ai mà đang làm nghiên cứu, hay là những ai mà tò mò về chủ đề này. Mình rất là cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye!